Hello, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay cuối ngày rồi thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn với các bạn là cách chúng ta có thể làm cái đổi cái áo cho chúng ta, đổi cái áo cho cái người mà nó chụp ảnh ấy. Ví dụ như chụp ảnh thẻ là đổi cái phông áo, được chưa? Bất kỳ cái phông áo nào mà chúng ta chỉ cần hoặc là cái thay đổi cái cổ áo có cổ vào, được chưa? Vậy chúng ta sẽ bật cái Photoshop lên để chúng ta thể thay đổi. Đây có một số bạn hỏi mình là làm sao để thay đổi cái cổ áo được à? Được chưa? À, thay đổi cái phông áo khác được chưa? Bây giờ mình sẽ test cho các bạn, mình cho một tấm ảnh thẻ mà mình chụp, mình sẽ cho vào. À, cho một tí. Cho một cái tấm nào mà nó chưa sửa ấy. Đây là những ảnh mình đã sửa hết rồi các bạn. À, đây là những tấm ảnh mình đã sửa hết rồi. Thì các bạn có câu hỏi gì thắc mắc về cái Photoshop vậy thì các bạn có hỏi trực tiếp mình, được chưa? Rồi, Photoshop thì mình cũng gọi là khá ok. Mình đã hoạt động cái Photoshop này ở được từ 4 đến 5 năm rồi, sử dụng cái phần mềm này cũng gọi là khá thành thạo thôi. Và bây giờ mình sẽ cho với các bạn về một cái file ảnh. Một bạn hôm nay comment ở một cái channel ở bên kia ấy, mình đang hướng dẫn về cái đồ họa ấy, thì một số bạn hỏi ấy, thì cách ghép áo kiểu nào cơ, mình không biết rõ bạn ấy hỏi kiểu nào. Chờ mình một tí này. Rồi lấy ảnh ở ngoài kia cũng được. Rồi lấy một lại một bài ảnh bất kỳ. Ví dụ như kiểu ảnh này đi. Được chưa? Ví dụ kiểu ảnh này đi. Cái này nó cái phông của nó. Ví dụ như rồi, kiểu ảnh khác. Kiểu này cũng được. Rồi nhá, kiểu này nhá. Rồi. Đó, ví dụ như cái nền này chẳng hạn, mình sẽ tách cái nền. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn với các bạn là sử dụng cái công cụ tách nền. Đó, tách nền rất là nhanh. Rồi nhá. Bây giờ mình sẽ áo thì mình có rất nhiều cái áo nha các bạn nhá. Đây này, có tất cả rất nhiều combo calavat, áo dài nữ, cầu vai, quân phục, cái huân chương, huy chương gì nhiều lắm. Nhưng mà có một số cái nó sẽ không có. Sơ mi nữ, sơ mi nam, mình chọn sơ mi nam chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ chúng ta mặc áo trắng mà họ. Áo trắng mà còn ở bên cạnh bây giờ chúng ta không cần quan tâm ở bên này là cái gì. Chúng ta sẽ xóa chúng ta sẽ xóa cái vùng chọn, chúng ta sẽ xóa cái áo ở giữa này đi, được chưa? Bạn nhấn phím ATL này, áo giữa này. Các bạn sử dụng cái tool để xóa, để opacity, được chưa? Để cái opacity lên 100%, opacity. Đấy, tẩy hết cái áo này đi. Được chưa? Tẩy hết cái áo này đi. Bên này cũng ta cũng tẩy hết đi. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ghép bây giờ chúng ta sẽ lít này là tăng màu. Được, tăng cái màu hồng cho nó. Để hồng một tí. Đấy, chúng ta sẽ kéo vào. Bây giờ chúng ta không cần quan tâm là cái áo nó như thế nào nữa. Các bạn tha hồ, các bạn là xóa cái vùng này đi. Kéo vào, được chưa? Đó. Còn một số bạn có tư duy tích cực ấy, thì mình không chỉ tên ra. Mình chỉ tên ra thì nó khó hay ở đây, phải không ạ? Video này chắc chắn có rất nhiều người xem, thì mình không chỉ tên ra. Những người chuyên gia đi nói xấu ấy, mình nói lại này.
Mình biết là ai nói xấu. Các bạn chỉ là một người chỉ ở đến mức độ như thế kia thôi. Được chưa? Chứ các bạn không biết gì về kỹ thuật thôi, không biết gì ấy thì các bạn cứ thích thì xem, không thích thì thôi. Được chưa? Đó. Mình đã hướng dẫn này thì các bạn đã bỏ thời gian cho các bạn làm, một số bạn này thì hay có cái tính gato này nọ. Chứ mình không nói. Chứ ở ai thì mình thừa biết, mình thừa hiểu. Không phải ở xa mà là ở gần. Các bạn không biết nó đã có một cái tính gato thì khỏi phải nói rồi. Đó. Chẳng nhẽ mình lại bắt hẳn cả tên ra thì nó khó nghe không ạ? Ok, tiếp theo video. Thì mình không cần quan tâm là chỉnh cái độ sáng như nào. Ở dưới này nó có bị đen ấy, thì mình sẽ có video để chỉnh đen như này, được chưa? Nhưng mà bây giờ đến như này chúng ta đã tạm được rồi, được chưa? Bây giờ mình sẽ chỉnh áo cho các bạn nhanh thôi. Đó, các bạn sẽ gắn lên đây. Đó, sau đó các bạn sẽ vào trong cái phần này để crop lại tool này, kéo lên này. Đó. Đấy, làm ảnh thẻ rất đơn giản, được ạ. Cái công đoạn này ấy, mình chỉ làm ảnh thẻ này mình chỉ làm tất tần tật để hoàn thành một cái tấm ảnh thẻ và in ra, mình chỉ nhanh nhất, cấp tốc nhất mình chỉ hoàn thành trong 1 phút là mình đã hoàn thành rồi. Được ạ, rất là nhanh. Đấy. Do hướng dẫn mình sẽ chậm chậm như cho các bạn thôi. Sau đó các bạn sẽ xếp lại cái này luôn. Một là các bạn sẽ, để nếu mà các bạn bình thường ấy các bạn sẽ xếp lại. Xếp lại như này, được ạ. Xét lại như thế này cho an toàn, đè nhá, đè luôn nhá. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ xóa đi. Bây giờ này, bấm vào đây này. Thấy chưa? Lấy lại cái ảnh này. Bây giờ các bạn sẽ pulling luôn. Đây là mặc định là của giấy là center đi, centimeter đây. 10 nhân 15. Rồi. Được chưa? Kéo lên. Kéo qua. Đó, như này chúng ta đã có được một cái tấm ảnh 4x6 đơn giản. Được chưa? Có một tấm ảnh 4x6 đơn giản. Đó. Chúng ta đã chỉnh cái áo trắng cho nó thành ok rồi ạ. Được chưa? Rất đơn giản. Chúng ta chỉ vài thao tác cơ bản để chúng ta có thể là làm xong được một cái áo. Và các bạn sẽ, một là các bạn sẽ để cái phần email ở dưới cái phần dev caption của mình ơi, thì mình sẽ để lại cho các bạn là cái cái file project của cái áo này, được chưa? Mình có rất là nhiều. Đấy, có rất nhiều là các loại áo sơ mi, sơ viết, com lê các thứ, com lê nam, cầu vai nữ gì ấy, được chưa? Rất là nhiều. Com lê nam đó rất là nhiều ạ. Các bạn sẽ để lại thì mình sẽ inbox cho các bạn, hoặc là mình sẽ để dưới cái mình sẽ để dưới cái bài viết của mình luôn. Được, ok các bạn nhé, goodbye với các bạn và chúc các bạn thành công.